Vậy thì với cái kết quả ngày hôm nay thì anh hãy cho biết là cái tương lai, cái chiến lược hay cái bước đi thế nào của đội bóng ở mùa giải sắp tới ạ? Thật sự tới thời điểm này tôi cũng nói thẳng ra luôn là trước trận đấu ngày hôm nay 2 ngày thì đại diện công ty cũng đã làm việc với lại tất cả chúng tôi là về phương hướng là thanh lý hợp đồng của tất cả, và cũng là ngày hôm nay là ngày cuối cùng bên công ty sẽ trả lương cho tất cả tập thể của chúng tôi. Về điều này thì liệu là sang năm đội bóng sẽ còn tiếp tục đá giải hạng nhất hay là sẽ giải thể ạ? Chuyện này thì tổng trên của lãnh đạo tôi cũng chưa biết chưa hướng, nhưng mà cả những con người tôi đến ngày hôm nay nhận cái lương và những cái hợp đồng đó những vướng mắc thì cá nhân sẽ làm việc với lại. Vậy thì bản thân cá nhân quan thì sao ạ? Tôi vẫn còn hợp đồng với lại
ty khoảng 1 năm, nhưng mà thực sự tôi cũng ngày hôm nay tôi cũng cảm thấy buồn cùng với các anh em, chúng tôi cùng cùng tổng thể chúng tôi gặp khó khăn tới thời điểm bây giờ tôi vẫn cuối cùng để là tạo nhưng mà phải là công ty là các tôi là tôi vẫn còn, nhưng mà báo tôi trước 2 ngày là sẽ kết thúc thanh lý sau đêm hôm nay, sau trận đấu này, và sẽ trả lương tới ngày hôm nay. Thực sự thì những cái đề đạt nguyện vọng của tôi cũng như các thành viên còn lại hầu như là chỉ đề đạt và không có một cái sự phản hồi chính thống đối với chúng tôi. Là một người gắn bó với câu lạc bộ Sài Gòn nhiều năm, nếu mới kết cục như thế thì anh có cảm giác như thế nào, thất vọng? Tôi nói thật sự tôi rất là buồn. Một những người tâm huyết cả với nhân vật thể chúng tôi tới giai đoạn một cái kết thúc chương trình thì về cũng như biết là cái hình ảnh về bóng đá trên Sài Gòn sẽ không bị sụp đổ. Nhìn lại cả mùa giải, anh cũng có tự hào với các cầu thủ khi mà họ đã vượt qua rất nhiều khó khăn và chiến đấu đến phút cuối cùng. Tôi luôn dặn dò các em chúng ta chơi như thế nào, chúng ta làm như thế nào khi kết thúc trận giải. Từ cái giai đoạn đầu tiên về những thành phần không phải là xuất sắc, sẽ có những cầu thủ như ngày hôm nay, tôi cũng muốn cho các em tạo hầu như một số cái giải pháp đây là hầu như cũng chưa biết các em nó hiện tại là đội nào tên gì, nhưng trường hợp hai vị trí cuối cùng tôi thành tạo là các em trẻ sẽ chưa có được ra được những cái chúng tôi muốn tạo điều kiện cho các em được sau trận đấu này và tôi luôn tự hào. Thank you.